Hôm nay là ngày 16 tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu, là ngày kỵ giỗ cụ Cả Sáng, cụ Nguyễn Quản Trưng về xây dựng lập ấp làng Quần Vinh. Trong điều kiện thời tiết khí hậu trời hôm nay rất là nắng, trời trong veo cao tít, có những đám mây trắng. Ngay từ chiều ngày hôm qua, đại diện các thế hệ con cháu chắt trong dòng tộc họ Đỗ Nguyên ở quê hương đã tập trung về từ đường của dòng họ cùng làm mâm cơm thịnh soạn để cẩn cáo hương hồn cụ Tổ Sáng trở về chứng giám tưởng nhớ ngày cụ quy tiên. Trong cái không khí mùa hè rất là oi nóng của quê hương, bây giờ mới 8 giờ hơn, chưa đến 9 giờ, nhưng mà không khí môi trường ở quê hương mặc dù là ở ven biển nhưng mà lúc này đã rất nắng, nóng và oi bức. Gió thì rất nhẹ. Vì là điều kiện trong những cái mùa dịch Covid cho nên là khu phố, đường, xóm, làng, xóm, khu vực từ đường cũng rất là vắng, ít người qua lại, thi thoảng mới có người đi qua lại. Quan điểm chung của nhà nước là khuyến cáo mọi người dân không được ra đường khi không có việc cần thiết. Hôm nay dòng tộc cũng tổ chức ngày kỵ giỗ cụ với các cái đại biểu, đại diện con cháu đến để tổ chức nhớ ngày kỵ giỗ, cũng không được đông đủ như mọi năm. Phong cảnh làng quê rất là yên bình, tuy oi ả nhưng mà nhìn rất là tĩnh lặng. Cây bồ đề ông Đỗ Cao Bằng thỉnh nguyện mang từ đất Phật Ấn Độ về cấy tại cổng từ đường, hiện nay đã rất là xanh tốt, sum suê, che bóng nắng cho khu vực cổng từ đường, rất mát. Con cháu khi đến đây đi xa trở về có cái nơi nghỉ ngơi. Trước khi vào từ đường dâng hương, chiêm bái và kính lễ nhân ngày giỗ tổ của dòng tộc họ Đỗ Nguyên ở làng Quần Vinh. Cây vải của từ đường năm nay cũng ra rất nhiều trái. Năm nay trái vải với nhãn lắm. Cây lộc vừng cũng là những ra hoa nhiều và rủ những cái rễ xuống rất là đẹp, thơ mộng. Những hàng đinh năng, đây là những hàng đinh năng gọi là hàng sâm, những cây sâm của Việt Nam này. Rất nhiều tác dụng. Dùng để là chế thuốc chữa bệnh, rồi lá thì dùng để ăn gỏi, ăn nem. Rất tốt. Vâng, khuôn viên của từ đường được thiết kế xây dựng rất là mỹ thuật, quy củ và rất là tâm linh. Trong ngày mùa hè thì nhìn từ đường rất là trong sáng, uy nghi. Bên cạnh từ đường là một ngôi nhà khách, đây là ngôi nhà khách mới được xây dựng trong năm vừa rồi. Tọa lạc ở ngay bên cạnh từ đường để dành cho con cháu ở những nơi xa về quê để thăm quê hương rồi dự ngày giỗ chạp tuần tiết về nghỉ ngơi. Đây là khu vực nhà khách và vào nội thất của nhà khách. Đây là phòng phòng đầu tiên, phòng khách rất là rộng rãi, khang trang. Tiếp đến bên trong phòng khách là phòng nghỉ, phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh. Đây là phòng nghỉ. Phòng nghỉ thứ nhất ở tầng 1. Cũng đã trang bị giường chiếu, kệ tủ đầy đủ phương tiện như là một cái nhà nghỉ.
bên cạnh phòng khách như là phòng vệ sinh riêng biệt chứ không liền phòng vệ sinh như rời nhưng là bên cạnh phòng khách. Đấy, phòng vệ sinh cũng được trang bị các cái thiết bị nóng lạnh cũng tương đối đầy đủ, sạch sẽ, hiện đại. Tiếp sau đó là đến cầu thang. Cầu thang cũng được xây dựng rất là lịch sự, khang trang với những cái cầu mặt thềm bằng đá xẻ và tay vịn thì bằng gỗ, rất thân thiện với môi trường. Đi lên tầng 2. Đi lên tầng 2 của nhà khách. Tầng 2 của nhà khách thì cũng thiết kế nội dung tương tự như tầng 1. Nhưng mà cái phòng ngoài là thay vì cái phòng khách rộng ở phòng ngoài thì bây giờ ở tầng 2 nó là cái phòng nghỉ tập thể. Có thể nghỉ con cháu có thể nghỉ được đông người. Được trang bị hai cái giường to, chăn màn đầy đủ để con cháu về đây có thể nghỉ ngơi được đông người. Tầng 2 thì có cái mặt tiền view ra phía trước, nhìn phong cảnh quê hương rất đẹp. Nhà vệ sinh của tầng 2 cũng như tầng 1, cũng được thiết kế hiện đại và sạch sẽ như ở tầng 1. Tiếp đó là đến cầu thang lên trên cái tầng tu, tầng thứ 3 này. Ở trong miền Nam gọi là tầng hạ tầng 2, nhưng mà tầng miền Bắc nên gọi là tầng 3 vì là miền Nam nó có tầng trệt, miền Bắc gọi là tầng 1. Trên tầng thứ 3 này là một cái tu, là một cái thiết kế một phòng để làm một cái nơi chứa đồ. Đấy, một cái phòng này cũng rộng mấy chục mét vuông để làm cái nơi mà chứa đồ đạc, giường. Ví dụ như mùa hè thì để những cái đệm chăn không cần thiết mang ở đây để cất. Đi ra ngoài sân ban công của tầng thứ 3 là một cái khoảng không rất là rộng rãi, có độ view lớn, nhìn toàn một cục, nhìn thấy toàn bộ phong cảnh của làng quê rất là phong phú, yên bình. Đây là khu vực của xóm 8 làng Quần Vinh, gọi là thôn Lương, khu vực chùa Quần Vinh. Đây là khu vực chùa Quần Vinh. Nhìn về phía tây là thôn gọi là làng Quần Vinh, thôn bên thôn giáo, có ngôi nhà sứ, nhà thờ Quần Vinh tọa lạc ở chính giữa làng Quần Vinh, thôn. Nhìn về phía nam là biển, khu vực ngoài biển, mái của từ đường, và phía trước là xóm 8 làng Quần Vinh, và nhìn ra ngoài kia là biển cả. Thiết bị ở trên tầng tum này cũng được thiết kế một cái bình nước và cái dàn nóng lạnh bằng sử dụng năng lượng mặt trời. Nam mô Tát Ma Tát Nam mô
Tân Sửu liên hệ cũng gì chứng minh công đức của độ trì con cháu chất nội ngoại bệnh khỏe bình an. Thờ giáo quan khai vương thiện trí bồn để hứng nhân hậu cháu khải sâm ma chi điển cần đường khẩu yên thanh quân hiền hữu Việt Nam quốc Nam định tình nghĩa huyện xóm và phúc thăng cha quần bình thôn vũ chức thanh tự đường cố chi tộc phật thanh hiền cũng đang thu thiên truyền kinh bay sám ngày quý năm đổ vong cầu ở chiêu âm dương khanh quân lợi độc sự kim thần thiên chủ đô thống tôn đỗ nguyên nhà đỗ hồng sắc đỗ cao bằng đỗ ngọc quy đỗ hồng trong đỗ gia cát đỗ văn dũng đỗ dòng ca đỗ trọng hồng hôn tôn trần thị diệm đoàn thị tình trần thị xuân nàng nguyễn thị liên điền thị điền thị nhiễu nguyễn thị nụ vũ thị huyền cao thị tươi nguyễn thị nguyễn thị đinh nguyễn thị huê phạm thị nan nạ thị ngoan nữ tôn đỗ thị thâm ông đỗ thị đỗ thị hồng tuyết đỗ đỗ hồng tuyết đỗ thị minh nguyệt đỗ thị quất đỗ thị quét thế tử nguyễn văn dũng vũ văn toan mai xuân kỷ lê văn tuân cùng thừa kê mẫu thị đỗ trần thị cậy hợp đồng dương môn quen đẳng nam nữ tử tôn hôn tệ đẳng gia đẳng trinh tiến chân linh thực nhất can can tự xưng phúc vị chính tiên tổ khảo đỗ quý công huy sáng tức trung chân linh cao cao tiên tổ nội ngoại đẳng đẳng chứ vị chân linh thiết nghiệm chân linh tự tổng tích kiếp nở sinh kinh sinh tam nghiệp hồn mê lục căn chung tử tâm ác vi yên nổ vong lành sinh tiên gia hữu quả duyên quý vọng tối câu bất bằng biểu đại tâu chi văn thượng văn chân sửu liên liên ngàn tự nguyện nhất tôn thần để dỗ tổ cả nếu mà tổ nguyên quản trưng quyền vinh thì đẻ được bốn người con trai là vinh sáng rạng rỡ và một người con gái là bà đỗ thị mùi thì tổ minh là bên nội bên con sang đây lập nghiệp với mẹ với tổ hai sáng là năm 1906 mà đến năm 1912 là bên nội bên con sang đây là tổ bị cơn hàng chết cho nên là tổ sáng được tôn vinh thành cả vì anh mất thì em phải đôn lên mà là tổ cả và tổ đã xây dựng gia đình rồi sinh ra ông Đỗ Nguyên Ân lại là đích tôn của tổ khai sáng là ở đất quận Vinh này mang tuổi Giáp Thìn 2014 cho nên ai muốn nói lịch sử thì nam muốn ghi chép thế nào không biết nhưng mà riêng lịch sử họ Đỗ là đã định cư ở đây đến hôm nay khi mà thật sự mà lên đây mà dựng lều dựng quán để mở là đã 109 năm tức là từ năm 1912 năm đầu tiên cho đến nay thì hôm nay phố cổ Đà Nẵng thì do cái điều kiện dịch thì con cháu cũng tập trung được nhiều nhưng mà cũng phải làm người vâng
Con cháu tổ nếu mà cả bắc nam một đời thì tính không biết bao nhiêu mà kẻ hàng hà xa số mà khắp các tỉnh rồi, nếu mà thống kê như vậy là Hải Phòng rồi Hà Nội rồi Đà Nẵng rồi Tây Nguyên rồi Bình Dương Bình Phước Cà Mau các thành phố Hồ Chí Minh thì đồng nào các cháu đã làm nhiều. Báo cáo với bà bác nay là có bác Dương này, bác Huệ và bác Khái. Thì hôm nay là ngày dỗ tổ cả, tức là cụ cả sáng ta quen gọi vậy, nhưng mà tự cụ khi mà tổ Nguyên Quản Trưng đến lập làng Quần Vinh ấy, thì cụ lại làm đốc công xây đền chùa, thi phân làng Quần Vinh làm ba thôn ấy, thôn Đương, thôn Giáo và thôn Phú Vinh, làm đốc công xây dựng đền chùa. Rồi khi được sắc phong tôn vinh cụ là Nguyên Quản Trưng Quần Vinh thì cụ cả sáng được đặt tên tự là Đỗ Nguyên Trung, và tất cả con cháu chắc của dòng trưởng đều được lấy tên nót là Nguyên. Nguyên tức Nguyên đây này, khởi điểm là đứng đầu đấy, của các ông Quản Trưng lập làng Quần Vinh. Thì cái này cái lịch sử chúng tôi biên soạn đã sắp xong, bởi vì cũng phải xin ý kiến các nhà viết sử, rồi cũng phải thống nhất những cái tư liệu từ những cái sử liệu của Nam Định Địa Chí, rồi là Quần Anh Địa Chí, Quần Vinh Địa Chí, chứ không phải là mình viết lịch sử mà phịa ra được. Cho nên là khi cái nhà truyền thống này hoàn thành là sẽ niêm yết cái lịch sử hình thành của cái làng Quần Vinh cổ. Và bây giờ do cái nhân duyên đúng là lời tiên tri của các cụ là cái làng Quần Vinh cổ bây giờ là thành xã Phúc Thắng. Đấy, nó là như thế. Còn nguyên do nó như thế nào thì trong cái nội dung lịch sử này chúng tôi sẽ viết và báo cáo với họ sau. Còn tổ cả là được thay mệnh anh là bởi vì tổ Minh thì nên nổi bên con sang đây. Các cụ dùng cái từ như vậy là, nhưng mà đưa gia đình sang đây ấy, là cụ bị thương hàn và cụ tịch sớm thì chưa có con, đã có gia đình nhưng chưa có con. À, vì vậy cho nên cụ rất thiêng phù trợ cho anh em con cháu trong dòng họ. Cho nên khi lập làng xong, lập lên nơi thờ tự thì cụ dám thế, tức là cụ là một mãnh tổ rất là thiêng liêng, phù hộ độ trì cho con cháu, là vượt qua bao nhiêu gian nan cơ cật tật dịch thủy hỏa đạo tặc các thời kỳ để nay cái dòng họ Đỗ của chúng ta được nở ngày xanh ngọn như thế này. Đấy là cụ mãnh minh. Được cụ cả sáng được tôn vinh là cụ cả thì hôm nay là ngày chính trị của cụ. Đấy. Và có một điều đặc biệt là vì tổ sang đây hơn 100 năm nên là mộ táng ở làng Quần Vinh này, và chỉ được chuyển lên khi mà quy hoạch này để sản xuất này, là khi mà hợp tác xã Nghĩa Thắng thống nhất là mộ tổ ta là ở chỗ cái chỗ nhà ông Thủy bây giờ đấy, cái người ta làm cái chăn nuôi tập thể này, chúng ta phải chuyển mộ tổ lên và cụ Rự, cụ Cả Sáng rồi là ông Mạnh Minh và tất cả con cháu cụ lên đấy. Như vậy hơn 100 năm nay thực ra ở trên mộ, trên năng mộ của ta là mới chỉ có 25 ngôi thôi, trong đó có cả những cái bé ấu thơ như là con dại của anh chị anh Thông là cũng vào đấy, cũng lúc bây giờ là cũng đất đai và cũng chưa có quy hoạch để vệ vào chỗ mộ tổ này thôi. Đấy. Cho nên là thực tế quy hoạch là những mộ như thế nào, viên tỉnh năm nào là con cháu cũng chưa biết được. Còn hôm nay báo cáo với cụ là nhân ngày các bác và các anh các chị ta ngồi đây là có 4 năm thế hệ đây, là họ sinh hoạt là nhân ngày tổ cả. Tuy cái điều kiện xã hội là cái dịch Covid nó có gây khó khăn nhưng mà tập hợp được tất cả các thành viên. Mà như bác Tát thống kê ấy là chúng ta cũng có hơn 40 người, nam phụ lão ấu, cái trai dâu gái rể là đầy đủ. Còn một số các cháu là làm việc thì bây giờ 10 giờ chưa đến nhưng mà ta vẫn cứ phải sinh hoạt họ tổ để nói một số việc. Thì xin phép ba bác nè, tôi sẽ thống kê lại mấy việc như thế này. Tức là kể từ hôm mùng 10 tháng chạp dỗ tổ, sau đúng một tháng từ mùng 9 tháng 1 cho đến mùng 10 tháng chạp ấy, mùng 9 tháng 1 thì là dỗ kỷ niệm 10 năm bà Bùi Thị Tý, là họ tập và quan khách đến dự ở từ đường rất đông vì là chúng ta khánh thành cái nhà khách. Và cùng hôm nay ấy là đúng kỷ niệm 1 năm là nêu cái dự án chúng ta xây cái nhà khách và được tất cả mọi người ủng hộ cho nên cái nhà khách được hoàn thành, mua đầy đủ trang thiết bị, sửa sang lại khuôn viên từ đường, từ sơn cái rộng cho đến mua sắm một cái số thiết bị, tức là tương đối đầy đủ. Đấy.
và thấy rằng cái sinh hoạt họ tộc con cháu là thấy tư tưởng phấn khởi, khởi làm ăn, tuy là dịch Covid vậy nhưng mà làm ăn rất là đoàn kết. Cho nên là cái cuộc sinh hoạt họ tộc hôm nay nhân ngày dỗ cụ Tổ Cả ấy, thì xin được báo cáo với các bác rồi các anh các chị với các cháu là một số việc như thế này. Tức là chúng ta có hai phần việc thôi. Một là kiểm điểm lại một số việc chúng ta đã làm được, và cái thứ hai là đề xuất và xin ý kiến về việc sắp tới để chúng ta sùng tu lại năm mộ tộc. Thế thì cái phần thứ nhất ý, là cái phần những cái việc làm được từ dỗ tổ đến nay ý, thì chia làm hai mục. Mục thứ nhất là về phần lễ nghi. Thì ngày mùng 10 tháng chạp dỗ tổ cả là ta thống nhất được các chi phái để cùng về đây làm cái quỹ khuyến học, và dần dần đưa dỗ tổ Nguyên Quản Trưng Quận Vinh thành dỗ tổ họ Đỗ có cùng gốc ở Hải Thanh và Hải Hậu sang cái đất Cồn Vành này. Đấy, nhưng mà ta phải đi từng bước làm sao được thống nhất từ trên xuống dưới thượng bục hạ hoàng. Đấy, còn cái quỹ khuyến học thì cơ bản chúng ta đã làm được, và cái vốn hiện nay được các nhà tài trợ đấy, và các nhà hảo tâm đóng góp từ đầu đến giờ chúng ta đã có 100 triệu, và dư 100 triệu đấy, 100 triệu là đích thực gửi vào quỹ tín dụng nhân dân để lấy lãi chi phí phát phần thưởng hàng năm, và còn để một cái phần để hoạt động. Đấy là mùng 10 tháng chạp và làm được bằng ý việc. Thế rồi từ mùng 10 tháng chạp khi dỗ tổ thống nhất được như vậy thì đến 29 tháng chạp là chúng ta đã tổ chức cái lễ tất niên năm nay năm khác. Bác Thông ở nhà, bác khi chưa đi vào trong chúng con ấy, là rồi tôi rồi các cháu đến đây là làm cái tất niên, rồi cái mở cửa từ đường và sáng mùng 1 đón tất cả các đoàn khách người ta đến, người ta thắp hương, mà cũng rất là cảm ơn các cái đơn vị, từ đơn vị kinh tế, đơn vị hành chính, đơn vị quân đội ở địa phương xã Phúc Thắng này, người ta nhớ đến quân công của tiên tổ, và đặc biệt là các cái mối quan hệ đối với họ tộc ta là người ta đều có nắng hoa rồi có lễ Phật đến thắp hương từ đường. Chúng tôi thật, chú cháu chúng tôi ở đây tôi rất là cảm động vô cùng, thấy là cái tình cảm người ta đối với mình không phải là vì tiền, mà cái tình cảm người ta đối với họ tộc mình rất là thiêng liêng. Đấy là cái ngày lễ tất niên. Thế để đến cái mục thứ ba về lễ nghi, tức là đến 11 tháng giêng thì chúng ta khai xuân phụng tổ Quảng Trưng ở đây, là con cháu tập trung rất là đầy đủ. Chúng ta hôm mới mời thầy chùa làm lễ rất là sang trọng rồi để kỳ an cho cả họ. Đấy, rồi là tri ân tiên tổ, người ta gọi là phụng tổ khai xuân, là hôm ấy cũng rất là vui vẻ và đầy đủ, là mùng 10, 11 tháng giêng. Cho đến 20 tháng giêng thì lại có tổ chức được một đoàn về từ đường Hải Hà để phụng tổ khai xuân, đó là tổ trên trực hệ với lại tổ Quận Vinh này. Đấy, tức là tổ rụ ở Hải Hà, gọi là từ đường tri ân lại mà trực hệ với chúng ta. Thế rồi đến mùng 1 đấy, tháng 2 thì 30 tháng 2 ta lại tổ chức một đoàn hơn 20 người, cụ Đỗ Khắc Vội làm trưởng đoàn về phụng tổ khai xuân ở Hải Thanh. Có thể chúng ta năm nay là làm khi mà khánh thành xong cái nhà khách và quy tụ được con cháu là chúng ta làm được nhiều việc lễ nghi rất là có ý nghĩa. Thì là đến mùng 1 tháng 2, tháng riêng đến mùng 1 tháng 2 chúng ta đã làm được 4 cái nghi thức là phụng tổ khai xuân rồi. Và năm nay có một cái đặc biệt là đến 24 tháng 2 thì là con cháu lại tập trung ở đây làm lễ nghi, lúc bây giờ chưa nó xuất chưa bùng nổ cái dịch Covid mà nó rộng như hiện nay, mặc dù chúng ta đã khống chế được, nói vậy nhưng mà không có gì đáng sợ cả, thì chúng ta phải giữ thôi những cái quy định của nhà nước thôi, nhưng mà hôm ấy cũng đông đủ cả. Rồi sau đó đến tháng 2 thì ngày ấy là ngày 24 tháng 2 là chúng ta là thanh binh tảo mộ, và một không đầy một tháng sau là đến 20 tháng 2 thì đoàn con cháu cụ Cả Sáng đây lại về an phong an nghiệp nơi sinh ra của Nguyễn Thị Dược đấy, tức là dâu cả đích tôn của dòng họ, là các cháu ở bên ý mời. Hôm ý là tôi biết là gia đình nhà bác Tân là chị Lãng làm trưởng đoàn có xe, rồi là anh Cát ở đây cũng tổ chức các em các cháu thuê xe, và tôi cũng ra mời cụ vợ, nhưng cụ vợ sức khỏe yếu
rồi là tôi cũng đi theo được, đi vọng với đoàn về đấy thì thấy người ta làm cái từ đường bao nhiêu năm đấy là rất là chu đáo, mà con cháu về đấy rất là thành kính. Đấy, hơn 20 thành viên về đấy là đấy, đấy là cái ngày 20 tháng 2 báo cáo với các 20 tháng 3 xin lỗi như vậy. Và hôm trước hôm sau về thì là đến Lập Hạ thì không may là cái dịch này nó bùng nổ, thì gần một tháng nay là chúng ta giữ cái giãn cách xã hội là đi đâu phải đeo khẩu trang này, rồi phải sát khuẩn này, phải giữ khoảng cách này, rồi là phải khử khuẩn, rồi để phải báo cáo khai báo y tế này, vân vân, không tụ tập đông người. Đấy là cái 5K mà nhà nước quy định, thì nói chung là họ tộc ta cũng giữ tốt, rất tốt cái nền nếp đó. Đấy, thì đến hôm nay dỗ tổ cả thì rất hạn hẹp, chứ còn ý tứ là cái hôm 20 tháng 3 sang đấy là con cháu cụ cả sáng là các anh mới thế hệ của anh Cát anh biết, và chị Lãm các chị đấy, chị Cận chị các chị sang biết là con cháu rất muốn là vì có dỗ ông Yên và một số dỗ này trùng cho nên rất muốn hôm nay là sang với chúng ta là đông vui để biết được cái từ đường mà người con gái họ Nguyễn chi thứ ba đến lập ra cái làng An Nghiệp đó, cái xã Hải An bây giờ đấy, lại là dâu của họ Đỗ và lại về đây làm trưởng tộc, là dâu trưởng tộc họ Đỗ. Cái ý nghĩa nó tự nhiên như vậy. Ai đi dự lễ nghe những cái lời diễn văn của người ta, rồi cái báo cáo quá trình xây dựng, người ta mới thấy rằng con cháu trải qua các thời kỳ khó khăn như vậy nhưng tâm nguyện lúc nào cũng đau đáu hướng về tiên tổ để phụng sự cái việc của tổ tiên. Đấy, thì mình học tập người ta mà người ta đóng góp các cái phần xuất rất là chu đáo. Tôi không dám nói ra ở đây. Và riêng con cháu của cụ Tả Sáng thì có ông Đỗ Cao Bằng là cũng đại mệnh cho các em, là vì ông làm doanh nghiệp cũng gửi về cúng được 100 triệu. Trong khi đó hôm ấy là ông con chúng tôi tập trung về từ chỗ nhà bác Tân với lại ở đây lễ nghi, đóng góp lễ nghi rất đầy đủ rồi, chi phí xe cộ cũng gần 10 triệu nữa để kiếm thẻ hương tất bất góp vào với họ Nguyễn để xây cái ngôi từ đường của họ Nguyễn, tức là tổ của họ Nguyễn và phụ Nguyễn Đình Thường. Thì là xin báo cáo đây em ạ. Thì đấy là phần lễ nghi, là từ dỗ tổ đến nay chúng ta đã làm được phần lễ nghi là như vậy. Nhưng mà phần chi phí thì ở tổ đường này chúng ta cũng làm được rất nhiều việc nữa. Cái thứ nhất ý, là khi bầu cháu công lên thì là năm nay thì cái điều kiện đặc biệt là bác Thông là chủ từ thì đi vắng, nhưng mà khi bầu lên thì cháu cũng rất là thức nhắc xin ý kiến của ông của bác ấy, là dựng dã quy hoạch lại cái đường điện cho nó trật tự và bổ sung thêm đấy, cái một số những cái quy hoạch chúng ta nêu ra là nào là mua sắm thêm, mà thực tế này là đã mua được 4 bộ bàn ghế mới đây. Đấy, bàn inox mỗi một cái bàn trị giá là 1.3 triệu và 24 cái ghế mỗi một cái là 80 mấy nghìn, tổng số là 7.200.000 đồng. Và vừa rồi nâng cấp cái hệ thống điện, ai đến tụ kinh lễ Phật thì biết là theo yêu cầu là về từ đường An Lạc là bác Phong à bác Khác với nên cháu công là rất là thích có cái bộ đèn, thì mẹ bác cháu về thiết kế để xây cũng chi phí mất 3 triệu được. Thì và chi phí những cái lễ nghi nước này chúng ta cũng có một số tiền, nhưng mà hiện nay là các nhà tài trợ rồi con cháu mà bác Bằng có gửi một cái số tiền là sau cái lễ 10 năm các tỷ bà Bùi Thị Tý ấy, là những cái tiền các đoàn thể cúng viếng là gửi về này. Ai bác Bằng có thông báo là thôi thì cũng là lộc của tiên tổ thì để phụng sự tiên tổ, thì ông con bác cháu chúng tôi mới quyết định mới xin ý kiến mà mới có những cái khoản trình như vậy báo cáo với lại được, chúng ta chưa có huy động đóng góp một tí nào cả. Mà thậm chí cho đến hôm nay tôi biết là bác Hát dự trù kinh phí như thế nào ấy, là theo đúng lời một năm trước đây tôi nói là dỗ hai cụ cả và 7 cái ngày lễ nghi kia là do họ lo, nhưng mà dỗ hai cụ cả là về kinh phí với lại dỗ ông bà Nguyên là kinh phí do bác Bằng bác ấy tài trợ. Còn tài trợ như thế nào ấy thì phải chia làm hai khung, cái khung của hai tổ tôi nói là cụ cả sáng ông và cụ cả sáng bà, là bây giờ đã có cháu công làm giám tộc, bác Thông, bác Khát, bác Dũng, bác Nguyệt, rồi bác Hà, bác Cậy, bác Hồng cho đến bác Đạt là bàn bạc anh em trong cái việc thống nhất. Còn cụ Gọi đây hay là cụ Sâm, cụ Thái kia hay tôi đây
hay là ông Diệp, ông Như là cái trách nhiệm đến từ đường, vì cũng là cái tổ trung cả thôi, chứ cái việc trực tiếp làm và thi hành như tôi nói lại để mọi người hôm nay ghi nhớ như vậy, đấy là cái mọi việc về phần lễ nghi cũng như là phần chi phí tôi báo cáo sơ bộ như vậy để thông qua. Bây giờ còn một việc quan trọng nhất nữa là việc theo ý kiến của rất nhiều người mà nhà chị Cạnh và một số người nữa là bây giờ cái phần lăng mộ của chúng ta xây dựng đến nay vừa tròn 20 năm. Vừa tròn 20 năm. Tức là năm 2001 ấy, thì ta sửa lại cái phần lăng mộ. Và đến đây 20 năm rồi thì người ta xung quanh người ta kiến thiết rồi là người ta nó làm nó có khác đi. Mà cái mục tiêu tôn lập từ đường sùng tu lăng mộ là luôn luôn là nhiệm vụ của các họ tộc, của các con cháu. Muốn nở ngành xanh ngọn thì chúng ta phải tôn tập, cái ý nghĩa nó là như vậy. Cho nên cái nguyện vọng này ấy, rất chính đáng mà nhiều người đề xuất, và thực tế là cũng đã có một cái đột xuất là làm được một số việc. Nhưng những cái việc đã làm rồi thì là của phần ai người đó lo. Chúng tôi muốn nêu một cái việc chung để xin ý kiến tất cả các đấng bậc trong họ, là có ba cụ ngồi đây, cụ Dương, cụ Vợ, cụ Thái và tất cả mọi các ông các đấng bậc thế này. Năm bộ tổ đã xây dựng 20 năm nay rồi, không phải là lạc hậu, chúng ta vẫn là có đẹp đẽ thôi, nhưng mà nó thấp và nó chưa xứng đồng. Thế thì bây giờ chúng ta nghĩ về năng mộ tổ như thế nào, cái cung cách làm như thế nào, thì bây giờ là xin ý kiến các vị. Xong rồi tổng hợp ý kiến như vậy, còn bộ phận cái nào đấy chứ, tiên tổ là tiên tổ chung chứ có phải riêng của bằng này người ngồi đây đâu, thì chúng ta sẽ xin ý kiến thế nào rồi ta quyết định. Và chúng tôi cũng có ý định là cố gắng trong năm nay và sáng nay chúng ta sẽ nâng cấp được cái năng mộ tổ lên một bước nữa để yên vị. Và chúng tôi có nói như thế này, đây là cái ý của đi thăm dò trước ở phía Nam, là bây giờ sau bao năm biến động về lịch sử, từ khi quy lập về cái nghĩa trang chung của xã Yên Thắng xưa, nay là cái nghĩa trang lớn nhất của xã Phúc Thắng đấy, vừa có phần hung táng vừa có phần cát táng rồi, thì hình như là mộ tổ ta đã gặp nơi cát địa, cho nên con cháu làm ăn rất là bình an. Tuy dĩ cũng có người khó khăn, thì bàn tay có ngón dài ngón ngắn chứ làm sao mà bằng nhau hết được đấy. Nhưng mà đều khỏe mạnh tấn tới các thế hệ của bạn. Trên cái việc sùng tu ấy, thì ý kiến chung là muốn ý kiến nêu lên rằng là chúng ta nâng cấp lên như thế này. Rồi một số lô đã xây dựng sẵn, vì lúc bây giờ quy hoạch thì là tôi cụ Vợ làm trưởng ban, mà những cái biên bản viết tôi còn ghi đây là xây dựng là xin ý kiến chung, là ở dưới hàng dưới còn 9 cái ô trống nữa, nhưng mà nó rất là chật chội bức bức. Còn phía này thì có làm ra mấy lô, nhưng mà phải để cái đường đi, cho nên cái phía ngoài nam này rất chật chội mà chưa có ý quy hoạch. Thì vậy thì để đưa vào đấy này đều con cháu để hướng nào, để cao bằng ngôi mộ tổ hay làm thế nào, trước sau như thế nào, thì thực ra bây giờ là phải xin kiến trúc. Thì cái hôm nay nhân ngày các vị của tổ thì cũng khấn tổ là nhờ thần tổ anh linh đấy, phù hộ độ trì cho tất cả các đấng bậc con cháu khỏe mạnh, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy, và đều có một cái mục tiêu chung là chúng ta tôn trọng cái dòng tộc của chúng ta. Nó là cây có gốc, nước có nguồn đấy, cũng như là năm ngoái chúng ta mua sắm được một số đồ thờ bên các cụ mãi, người ta ghi là mộc hữu bản là cây có gốc, bên các bà cô thì là thủy mỹ nguyên là nước có nguồn. Những người đó không còn có con cháu kế nghiệp, nhưng từ đường này sẽ tồn tại vĩnh viễn, bởi vì tắt nhất thời nhưng mà lưu vạn đại. Thì vong linh các bà cô ông mãi theo gia lễ sẽ mãi mãi trường tồn cùng với vong linh của tiên tổ, nếu các đấng linh thiêng đấy chứng giám trong lòng của chúng ta. Thì với ý kiến như vậy thì tôi cũng đã chuẩn bị một số ý kiến
rồi được trình bày đấy các cụ, các ông các bà, các cháu như thế. Rồi bây giờ xin ý kiến về cái việc sùng tu năm một để chúng tôi tổng hợp lập kế hoạch và giữ chủ kinh phí đúng như chúng ta làm cái nhà khách. Lâu nói thì nói gì nói vậy nhưng mà nói cũng không nói được nhiều. Ăn thì có hạn rồi, không ăn được mấy, làm thì không làm được. Vậy nên là cơ bản bây giờ cái lớp trẻ làm thế nào phát biểu thôi. Chính là nâng cấp và sửa đại năng ạ. À. Mơ ước của chúng con là giờ cũng muốn, vâng, cũng muốn là nâng cấp lên và sửa đại năng để cho nó hoàn tất nó đẹp như của người ta, thì chúng con đang là mơ ước và nhờ tất cả trong các chú trong họ ạ. À. Vâng. Con nhất trí như vậy. Đấy, con nhất trí như vậy nè. Con xin có ý kiến ạ. Cũng như ông là vừa rồi ông cũng nêu ra cái phương án là chương trình là có sửa nền năng. Vâng ạ, thì bản thân con khao khát từ xưa đến giờ là con thấy cái năng nộ của nhà mình ấy à, thì cũng so với người thì nó cũng thấp bé quá. Người ta bảo giàu về man năng vì mộ chứ không về được cả bát cơm. Mà con thấy thua chị kém em thì con thấy nó áy náy trong lương tâm. Mà thực tế bản thân con thì con rất là khao khát là sửa năng, là bây giờ chú bảo là có chương trình là sửa nệ năng, thì con tâm nguyện của con là con hoàn toàn nhất trí. Chúng con chỉ biết là sửa nệ năng, chúng con cũng nhất trí là hưởng ứng để đồng tâm hiệp lực vào rồi là sửa lại năng mộ. Thì bây giờ là ý của con là muốn sửa lại năng mộ để cho nó bằng chị bằng em, thì cho nó mát mẻ mà nó cũng có cái tiếng tăm của dòng tộc họ Đỗ. Thế bây giờ nhiều người thì họ cũng bảo là ui giời, năng họ Đỗ thì cũng có người tại chợ chỗ nọ chỗ kia, mà năng họ Đỗ thua với chị em, so với chị em thì nó thấp bé quá, chúng con cảm thấy không có tiền mà cũng thấy bức xúc ạ. Nhất trí cao như các cháu. Cao đấy. Đấy, phải kìa. Tôi biết là sao thì tôi theo vậy, tôi không có ý kiến gì hết. Chúng tôi không có ý kiến gì hết. Nhất trí, có nghĩa ý kiến ông Kỷ ạ, cháu rể ạ, ông Kỷ đấy ạ, đại gia ông Kỷ, vâng. Vâng, thế báo cáo với này toàn thể các cụ, anh em cha bác ở trong dòng họ, thì con hôm nay thì là cũng nhân dịp ngày nay là ngày kỳ tổ, để con cũng ra cũng có nén hương để mà nhớ đến là tổ tiên và các bậc tiền bối. Thế thì riêng ấy thì ý kiến của cụ Đức vừa mới phát biểu ra và chúng con được nghe, tức là cái sự quyết tâm đồng lòng của tất cả các anh em trong họ như vậy là rất là quý đấy. Mà theo ý kiến chung ấy thì là cũng nhất trí là xây dựng lại. Thì theo ý kiến của con là bên cháu rể thôi cũng tham gia một cái ý kiến là đóng góp hơi nhỏ nhỏ như này, thì theo con là cái thời gian ấy thì là mình đã cụ Đức cũng đã phát biểu ra là thời gian nó hơi dài rồi, mà so với lại cái dịp này đấy là cũng sửa sang lại cũng là hợp lý chứ cũng không phải là còn sớm chuẩn gì nữa, mà đã gọi là sửa đợt này thì theo ý của chúng con góp ý là đã làm lần này nữa thì lại phải làm ngang tầm với lại những người mà người ta xây dựng ở thời điểm này. Đấy, chứ không phải là bây giờ lại còn đi quét vôi rung rài rồi lại làm rung làm rài nữa. Thì thực ra mà nói là cũng không thể được, không đáp ứng được. Đấy, mà mình lại phải xây nó hoàn thiện hơn theo như cái mức độ như bây giờ. Đấy, thì theo ý kiến của con như thế. Đấy, thì tất cả những cái việc mà hạ tầng đấy là từ ngoài vào trong thì theo ý kiến tôi, theo ý kiến của con đấy là nên là dự kiến đấy, là mộ là trước đây ví dụ như là mình ốp gạch thì bây giờ nó không còn là cái gạch bây giờ là nó cũng không
không còn được hợp lý nữa, là phải làm bằng đá. Đấy, ví dụ như thế. Hoặc xung quanh chẳng hạn, thì trước đây mình lại xây, nhưng bây giờ này theo như là cái đời mới bây giờ thì này người ta cũng làm bằng đá vĩnh cửu hơn, vĩnh kiểu. Vĩnh kiểu hơn, mà bây giờ không thể là lại làm rông nòng rải rồi lại 10 năm nữa lại làm lại thì nó lại khác kiểu. Đấy thì như thế, đấy thì đã làm như thế thì nó thực ra mà nói là cũng kinh phí thì làm cũng hơi bị huy động đối đấy, huy động đấy, đấy huy động như này. Theo ý kiến con nào nói bây giờ trước mắt là được mọi người nhất trí ủng hộ thì cũng là cái tốt rồi, nhưng theo ý kiến con bây giờ là ta sẽ các cụ thì đóng góp và đồng thời cử ra một cái ban vận động, gọi là ban xây dựng đầu tiên đã. Đấy rồi cái ban này ta sẽ lập một cái dự án, ví dụ như làm toàn bộ bằng đá, úp nát hết bằng đá, và các mộ đều phải nâng cấp lên bằng đá. Sau đấy là mặt bằng ở dưới là cũng phải cải tạo lại, chỗ nào cần phải bổ sung thêm các hố ở dưới để sau này các con các cháu có điều kiện vào được thì tiếp tục lại đưa vào từng hố. Đấy, thứ tự từng bước như vậy. Phải có một cái ban dự trù từ trưởng ban cho đến các anh em nào có cái điều kiện thì ta sẽ đưa vào để cùng đóng góp vào cái ban, như thể là cái ban chấp hành vậy. Đấy, để làm từ đầu đến cuối dự kiến. Sau đó rồi lại tiếp tục với báo cáo với lại anh em trong họ, đấy tình hình làm nó như thế đấy, hết bằng ý tiền đấy, và ai là những người có công đóng góp, còn lại bao nhiêu là đinh là bằng nặng. Đấy thì phải dự kiến như thế thì với một hội nghị nữa để ta sẽ bàn thảo. Đấy thì nó mới hợp lý được, chứ bây giờ nói chung chung thì không biết bao nhiêu tiền. Ví dụ là sau này là ví dụ như một xuất đinh chẳng hạn là bằng nào đấy mà ta không cố được thì, hoặc cái là có thể là anh em là bà nó bảo làm vậy thì phải làm đẹp thêm tí nữa chẳng hạn, cho nó thật hoàn chỉnh đi. Đấy thì ta lúc giờ thì sẽ bảo thì theo ý kiến con thì đấy, thì các cụ với lại anh em cha bác đóng góp thêm. Phải lập ban xây dựng. Cái thứ hai là phải có cái dự án về tầm mức xây dựng, để rồi có một cái dự trù về kinh phí, xem là tài trợ như thế nào, đóng góp như thế nào cụ thể. Chứ không thể để làm hẫng hụt được, cái ý này là bày ra đấy nhưng mà bảo ai cũng giơ tay là làm mà không có tiền thì làm cái gì. Đấy, cho nên ý kiến này là rất hay. Đấy, thôi bây giờ tiếp theo thì người có xong nào. Ý kiến các cụ các đồng đã nói là phải có cái dự án tầm mức xây dựng. Thế con cũng nhất trí là sửa lại lăng mộ, mà cụ cho chúng con một cái dự toán là mở rộng hay là để nguyên khuôn viên, hay là ấy, thì con nhất trí theo chú Kỷ là làm sẽ làm bằng đá hết, nhưng mà làm bằng đá xanh hay là đá thanh hóa thôi, thì cái đấy cụ cho chú có dự trù. Con xin ý kiến vậy này. Thế là xem là để có cái dự kiến trước. Vâng, thôi được rồi, cảm ơn bác. Thế tiếp tục ý kiến đi. Không ai không bao giờ dám phát biểu điều gì đâu mà có các ông thì như thế nào thì chúng cháu là theo như thế thôi. Về cái từ đường Hoàng Nguyễn tôi đánh giá rất cao chị Lãm này. Cụ Tổ Thượng là về đây làm dâu, đã là con gái rồi. Bà Tân này là con gái của cụ Thượng, lại mang cô Lãm lại mang họ khác. Bây giờ cô Lãm đẻ ra con, nó lại mang họ khác nữa, mà bằng ý đời người ta về là khánh thành và có tiền tiến cúng của họ Tổ Nguyễn. Tôi nói thật, bụng hôm nay là dỗ tổ tôi mới cảm động cái tấm lòng đấy, con gái đấy, không phải là bà cô cha, bà cô con, bà cô cháu, bà cô chắc cũng về tổ, con cú con cáo nó ngáo về rừng là chỗ ý nghĩa thiêng liêng như vậy. Mà ý kiến cô nói này chúng tôi rất thấm thía đấy, xin cảm ơn cô. Cứ các anh thế nào cô ấy vậy, mà bây giờ nếu tôi ngược lại mà cô ấy vậy mà các anh thế cũng vậy là tốt lắm, là làm chắc ăn đấy, chứ không phải là không đâu.
Bây giờ ý của bác Kỷ nói là nó tương đối cụ thể, nhưng mà bác Thông có mở rộng thêm là như thế này, còn cơ bản là đồng ý là nâng cấp lăng mộ, là xem quy hoạch nó là như thế nào. Đấy, làm đá xanh, làm bằng đá, đúng rồi, đá xanh và các ngôi mộ như thế nào. Thì bây giờ tôi xin có ý kiến như này. Xưa các cụ có câu rằng là sống về mồ về mả, chứ không phải sống về cả bát cơm. Thế những cái năm chưa quy hoạch lăng mộ về đấy thì họ tộc ta vất vả trải qua chiến tranh, trải qua cơ cận tật dịch như tôi nói này, từ cái nạn đói năm 45 cho đến cải cách ruộng đất năm 1956, cho đến vào hợp tác xã năm 1960 quy hoạch đất đai, xong rồi lại chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tổ chức lại sản xuất năm chúng ta quy hoạch mồ mả. Nhưng mà 20 năm qua thì khi tổ được yên nghỉ ở cái nơi nó ấm cúng, mà tôi ban nãy tôi dùng cái từ vượng địa đấy, thì thấy con cháu mình càng ngày càng phát triển, nở ngày xanh ngọn, học hành. Bây giờ chúng ta có rất nhiều mũi nhọn cử nhân, mà tính tỷ lệ theo họ ta là rất nhiều, các ngành nghề đều có. Thế rồi doanh nhân thành đạt, tôi mới nói bằng những cái điển hình vậy thôi, còn nhiều các cháu khác nó làm doanh nghiệp, nó đang trưởng thành, nó đang trưởng thành, chưa ai đánh giá được như thế nào. Thế bây giờ tham gia các cái tổ chức chính trị xã hội cũng có những cháu có những cái ý đồ rất là tốt, rất là ngay thẳng, bởi vì biết tu thân, biết rèn luyện, biết trau dồi kiến thức thì chắc chắn sau này sẽ thành công. Đấy là tôi nói ý tứ như vậy. Thế thì nhờ đâu? Nhờ ở mồ yên mà ấm đấy. Thế cho nên cái mục tiêu ấy là như thế này, nâng cấp lên là đúng với nguyện vọng của mọi người, nhưng mà phải để yên hàng, không xáo trộn. Đấy là mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ hai là như thế này, 20 năm trước đây thì đã làm được bằng ấy ngôi, nhưng mà đưa vào ấy thì chỉ là những cái ngôi tưởng niệm thôi. Ví dụ như là mộ ông Đỗ Văn Cử là liệt sĩ, mộ ông Đỗ Trọng Lĩnh cũng là mộ tưởng niệm mộ liệt sĩ, mộ của ông Đỗ Khắc Niệm là ông ấy là trưởng nam của tổ rự thì cũng là mộ tưởng niệm thôi. Còn cái phần đất để đấy, tôi xin lỗi nhá, để đấy là chỉ còn có phần của cụ Thứ. Đấy là cái chỗ đá liên lăng mộ này mà. Phần của hai bà Yên, phần của bà Sơn là đã xây hố quá. Đấy là tôi xin thông báo để cho các người biết. Còn dưới cái hàng chín ngôi kia chưa có danh nghị. Nhưng trước khi chị cậy xin địa phương quy hoạch cái phần lăng mộ cho anh ấy thì các cháu đã đóng góp. Còn trước đấy thì là cháu Hòa, tức là vợ nó có xin ý kiến là nếu nó được tuổi nó xin nó rước chồng nó về nấp bóng thiên tổ. Bởi vì mình theo gia lễ nó không có con trai thì nấp bóng thiên tổ, như tôi nói ban đầu ấy là sẽ ăn mày tổ suốt. Thế mà chúng ta lên viếng mộ là có phần là Hòa. Viếng mộ thiên tổ này có phần Hòa mà thờ cúng ở đây cúng tiến thiên tổ, thì từ cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỉnh cho đến cô dì tỉnh muội thúc phá đệ huynh các ngành thì huyện thất tổ đều có đầy đủ. Cho nên cái nguyện vọng của cháu là chính đáng. Tôi trả lời ngay, nếu cháu có ý định mà đồng ý thì cái hố ở trên kia thì cháu cứ vô này. Thế thôi. Đấy. Nhưng bây giờ ý kiến của bác Thông là phải quy hoạch ngôi mộ như thế nào. Thì đấy là tôi nói về phần đã sẵn có. Còn tôi nói về đợi, bây giờ mà xáo trộn là không thể có. Còn nửa ngoài quy hoạch nó chưa gọn gàng, nhưng mà cũng chỉ để được ít ngôi. Nhưng mà để ai thì cái này phải là ý kiến ngoài cũng hèn chút ngôi. Vâng, nhưng mà phải có ý kiến của họ tộc, chứ không phải bỗng dưng mà để người đằng nọ. Người nọ có, người kia lại không có. Tôi nói thí dụ bây giờ chị cậy, chị huy động các con chị này. Tôi lại cũng may là những cái tôi thì cứ lên đấy là hay lên nghĩa trang để mới biết rồi là cũng tư vấn mách cho này này. Cháu thằng cháu nó còn ở nhà đấy. Cái thằng Hưng, thằng Hòa thì thằng Hưởng đấy là nó ở nhà đấy, là nó làm đơn xin mà còn tranh chấp. Nếu không có tôi ở đấy, nói không phải kể công xin lỗi chị nhé, thì còn người ta rào đấy rồi chưa làm họ rổ cọc họ bỏ đi.
đây có cả các anh các chị tham gia ở đây đến để nhận mà đã quy hoạch được ở đấy cũng đã được 20 mấy ngôi. Nếu phân chi phân ngành thì gia đình anh Cận bên mộ của anh Cận cái đất nó lại đẹp, nó bên cạnh cái đường đi, mà tôi cho rằng cái đất ấy là cùng cái vệt đất với bà Yên nhà mình là cái ngôi Vĩnh Kiệt đấy. Đấy, ra phía tây, ra phía tây. Đấy, cho nên là cũng là một cái mặt rất đẹp. Vậy thì bây giờ chị Cận như vậy rồi, nhưng mà nếu nói tôi xin lỗi nha, nói anh Kha, anh Hồng, anh Cam, gia đình nhà chị Lĩnh thì sao, ở đâu, rồi những gia đình khác là ở đâu, thì nếu chúng ta nhân vô viễn lự tất hữu cận yêu, không lo xa cái đến gần thì mình bỏ đâu, đừng để cái trường hợp là tùy tiện là không được. Còn đã vào đấy là của chung rồi thì cũng nói luôn cái ý của chị Thông này, khi nâng cấp lên là họ có trách nhiệm, không biết đấy là ai. 25 ngôi mộ đó làm lại bằng đá, là làm lại bằng đá mà kinh phí là kinh phí chung, chứ không phải tôi có tiền tôi đến để tôi làm cho bố tôi thì tôi còn kệ họ là không được. Không động đến lăng mộ tiên tổ nữa mà phải tôn trọng cái chung, tôn trọng cái mộ mả là như thế. Xin lỗi, tôi có thể nói như vậy. Thì bên cạnh những nhà họ Bùi người ta vẫn còn rất đẹp như vậy thôi, nhưng mà bây giờ của mình thấp, mình phải tôn cao lên. Đường của mình để rộng dùng hai bên họ lấn vào có một cái chỗ hẹp thôi, bây giờ mình cũng phải sửa đường. Thậm chí tôi còn đang nghĩ là phải cắt đá cối chèn vào đấy, không cho ăn cướp cái đá cối gì nữa, chứ mình vào lăng mộ mình chỗ nào đấy mà họ thì còn họ còn nói phù như thế nào là tôi có nên đấy tôi chứng giám, chứ còn các bác thì ít thì tôi làm xây dựng trên ý. Và đến bây giờ thăng thống kê là từ khi có cái lăng mộ đá là bây giờ đã 150 mấy cái dòng họ và cái gia đình người ta làm lăng mộ đá rồi. Chứ không các bà biết thì ai mà điển hình, mà điển hình ví dụ như họ Lã của nhà chị Cậy bây giờ ba cái lăng mộ đá to chứ không phải là bé. Riêng cái anh con trưởng của anh Huyến ấy, là anh ấy làm cái lăng mộ có hai anh em, anh một cái anh ấy với cái anh con Hạ, anh Hạ là Hạ nó chung nhau 300 triệu. Thế thì bây giờ ta to đông người như thế này 300 triệu mà đóng góp ra đình điện ta có làm được không? Và làm như thế nào? Thì cách làm, cách tổ chức là phải hết sức khoa học mới có thể làm được. Còn làm cho những ai thì hôm nay mới xin ý kiến nhé. Còn nếu các vị đồng ý như vậy rồi thì có ban giám đốc là cháu Công, mà bên cạnh cháu Công như tôi nói đấy là Hưng Công thế hệ, còn các chú các bác là bác Cát, bác Thông đấy, chú Diệp, chú Như nữa, phải xin ý kiến tất cả các người như vậy đại diện cho các gia đình và các chi nhánh thì chúng ta mới tổng hợp được ý kiến, chứ không phải hôm nay đã có quyết định luôn. Nhưng mà những cái quyết định luôn được tóm lại là như này: nhất trí nâng cấp lăng mộ mà làm ra măng ra lưỡi đá đẹp và nâng cao, đúng không, làm xứng tầm với những cái người ta đã làm đấy, chứ không mà đã làm thì bây giờ nhé, họ Lương ở quận Vinh có tứ tổ, thế họ Phan người Công giáo thì các cụ về đấy này, họ Lương người ta nâng cấp rồi bây giờ hai năng to nhá, họ Trần của cụ Tránh Thương Hội chồng Trần Ngọc Cử rất to, mà em cụ Cử năng học Phạm là cụ Nai cũng năng rất to, còn họ Đỗ ta rất may tiên tổ run rủi là ba ré gần lại với nhau, nhưng mà thôi nó phân chi phân nhánh như vậy thì bây giờ chỗ chú Thanh công ty là các em nó cũng đã nâng cấp lên cao rồi, nó còn giữ như vậy nhưng mà mộ nó cũng quy hoạch rồi, nó lại có phần đất mới nữa rồi, còn chú ý là cũng kín này nữa bác ạ. Thế chỗ Bắc Long thì cũng còn thấp, nhưng mà vừa rồi nha, anh Tiền anh Đức cũng làm hai cái sinh phần nữa, không biết làm cho ai, chắc là làm cho bác gái thôi, mình dự đoán vậy thì đấy thế. Vậy thế còn nhà ta thì phải nâng cấp thì đúng là ba yếu tố: một là lòng mong mỏi của tất cả các lớn vật trong nhà, hai tình hình thực tế cái đất đai quy hoạch là mưa là cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là bây giờ thời thế nó đến, nó cho phép chúng ta có thể tổ chức bàn bạc để nâng cấp cái lăng mộ, thì chúng tôi sẽ tổng hợp ý kiến xin hôm nay. Và tôi thì bây giờ cũng phải nói như thế này, ban nãy thì là anh Dũng nói là đấy nhé, bây giờ còn có hai anh em trai tôi với cụ vợ đây là trên,
thì không phải tôi, quá quyền anh thôi. Có việc to việc nhỏ tôi phải nên có ông ở đây báo cáo xin ý kiến hết. Nhưng mà cụ không thể đi trực tiếp được việc nọ được kia chẳng hạn. Còn thì ví dụ còn bà con dâu kia với bà con gái ngồi đây thôi thì không phải đánh giá thấp, tôi cũng xin ý kiến từng phần. Nhưng mà còn tôi thì trời cho là đấy, tôi khấn tổ và mày chưa chết được, phải sống còn phải làm một số việc nữa. Cho nên là tôi cùng với các cháu trong ban giám tộc đây, đấy các bạn là cố gắng sẽ lập quy hoạch lên dự toán, rồi sẽ thông báo đến từng nhà một cách chi tiết. Khi chúng ta được đồng thuận, tức là thượng mục hạ hoàng, thì chúng ta sẽ thế nào? Các vị có đồng ý vậy không? Nhất trí cao chưa? Ờ, một tràng vỗ tay. Thế cho một tràng vỗ tay. Tiến dâng này đóa hoa lòng, này đóa hoa lòng xuân về dâng lên, nhớ về tổ tiên chân thành ghi ơn tình thắm lâu bền. Sông có nguồn, cây có cội, có người có tổ có tông, có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thao hiếu trọn niềm. Sống có nguồn, cây có cội, có người có tổ có tông, có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền, ngày đêm.